Minh, tính xa, thay mặt cho anh em quận 3 gửi tới cái thằng hot dog chết lộ nghè. Địt mẹ mày, tao coi clip mày rồi. Mày kêu mày bao hết 12 quận. Nè, nói mày nghe, ngay cả những người mà người ta giang hồ, người ta còn không tuyên bố vậy. Chỉ có mày, cái thằng nào phản như mày á, luôn mày chó. Vậy mày tính làm Đinh Bộ Lĩnh hả? Dập loạn 12 sứ quân hả? Chó con cứt, mày có bị khùng không? Địt mẹ mày. Còn cái chuyện mày ở Rạch Giá mày sao? Tao không biết. Mày cầm dao cán vàng cán gì mày đi qua nhà người ta này nọ, mà qua mà không có ai, cũng không có làm được cái gì. Nhưng uy tín với mày, qua quận 3 cứ đứng ở đâu là lên, tao không có xin chỗ nè, mày sẽ có người tiếp mày nè. Mẹ mày, chó, bao gì, bao xu, bao xu 12 quận mày.